Chào mừng cả nhà đến trở lại với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên sau ngày trở lại của mình ngày hôm nay nha. Động đất tại Trung Quốc, hơn 100 người thiệt mạng. Trận động đất tại tỉnh Cam Túc, miền Bắc Trung Quốc khiến ít nhất 116 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại vật chất đáng kể. Trung tâm mạng lưới địa chất Trung Quốc cho biết trận động đất mạnh 6,2 độ xảy ra tại huyện Tích Thạch Sơn, Châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc vào 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 12, tức 22 giờ 59 phút giờ Hà Nội, tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, trận động đất xảy ra tại khu vực cách thủ phủ Lan Châu của tỉnh Cam Túc khoảng 100 km về phía Tây Nam, kéo theo một số dư chấn nhỏ hơn. Ít nhất 116 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Theo Xinhua, trận động đất gây ra thiệt hại đáng kể, làm nhiều ngôi nhà nứt hoặc đổ sập, khiến dân địa phương phải chạy ra đường để đảm bảo an toàn. Nguồn cung điện và nước bị gián đoạn một số ngôi làng trong khu vực. Giới chức Trung Quốc điều động hàng chục phương tiện, hàng nghìn nhân viên cứu hộ cùng các đơn vị công an, vũ cảnh, cứu hỏa, y tế và các lực lượng khác tới khu vực xảy ra động đất. 2.500 liều bạc, 10.000 áo khoác, 10.000 bộ chăn mền, 10.000 chiếc đệm và 10.000 giường gấp được chuyển tới địa phương để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi động đất. Trung Quốc từng ghi nhận nhiều trận động đất mạnh gây thiệt hại lớn. Trận động đất mạnh 5,4 độ tại tỉnh Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc hồi tháng 8 khiến 21 người bị thương, hàng chục tòa nhà bị sập. Truyền thông Trung Quốc khi đó đưa tin đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong hơn một thập kỷ. Tin tiếp theo, Triều Tiên phóng ICBM hiện đại nhất để răn đe Mỹ Hàn. Triều Tiên tuyên bố thử ICBM dùng nhiên liệu rắn Hoa Sơn 18 có tầm bắn ước tính 15.000 km nhằm phát cảnh báo mạnh mẽ đến lực lượng thù địch. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Sơn 18 diễn ra hôm 18 tháng 12. Tên lửa Hoa Sơn 18 đạt độ cao tối đa 6.518,2 km, bay xa 1.012,3 km và lao chính xác xuống mục tiêu ở vùng biển phía đông Triều Tiên sau 4,415 giây. Hoạt động tuân theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên về vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự từ đối phương thông qua những hành động cảnh báo mạnh mẽ. KCNA cho biết, truyền thông Triều Tiên nói rằng vụ phóng tên lửa Hoa Sơn 18 là động thái đáp trả những động thái của Mỹ và Hàn Quốc, gần đây nhất là vòng đối thoại thứ hai của nhóm tham vấn hạt nhân NCG. Trong đó, Washington gọi đáp trả áp đảo nếu Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân. Đợt huấn luyện nhằm kiểm tra kỹ năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng răn đe hạt nhân Triều Tiên và thể hiện độ tin cậy, năng lực tác chiến và khả năng cơ động của họ. Hoạt động này không gây tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng, KCNA thông báo. Đây là lần thứ ba Triều Tiên thử thành công tên lửa Hoa Sơn 18 sử dụng nhiên liệu rắn sau các lần thử thành công hồi tháng 4 và tháng 7. Giới chuyên gia ước tính, loại tên lửa này có tầm bắn hơn 15.000 km nếu được phóng theo góc tối ưu, đủ sức bao trùm toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Bình Nhưỡng mô tả, Hoa Sơn 18 là dòng ICBM mang động cơ nhiên liệu rắn đa tầng hiệu suất cao, trang bị công nghệ tất tầng và hệ thống điều khiển có độ tin cậy cao. Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước đây của Triều Tiên đều sử dụng nhiên liệu rỗng, vốn dễ chế tạo hơn rất nhiều so với nhiên liệu rắn. Dù vậy, tên lửa nhiên liệu rắn sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội. Chúng không mất nhiều thời gian nạp nhiên liệu trước khi phóng, tăng khả năng cơ động, khó bị các hệ thống trinh sát của đối phương phát hiện và có thể triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau. Tên lửa nhiên liệu rắn cũng tốn ít thời gian, công sức bảo dưỡng và di chuyển hơn nhiều lỏng. Phát triển ICBM dùng nhiên liệu rắn từ lâu đã là một trong những mục tiêu then chốt của Bình Nhưỡng nhằm tăng khả năng sống sót của lực lượng tên lửa chiến lược khi nổ ra xung đột. Tin kế tiếp, Mỹ chỉ còn một gói viện trợ cho Ukraine. Quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ chỉ còn đủ nguồn lực cho một gói viện trợ Ukraine trong năm nay và Quốc hội cần thông qua các điều khoản mới. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 18 tháng 12 cho biết quan chức phụ trách tài chính của Lầu Năm Góc là Michael McCord đã viết thư cho các nghệ sĩ cho biết
Chính phủ đã phân bổ số tiền còn lại để bổ sung nguồn cung của Mỹ và thay thế những gì đang được chuyển tới Ukraine. Chúng tôi chỉ còn một gói viện trợ nữa trước khi nguồn ủy quyền bổ sung cạn kiệt, ông Kibay nói, đề cập tới cơ chế được Quốc hội thông qua cho phép Lầu Năm Góc mua bù vũ khí và thiết bị quân sự rút khỏi kho để chuyển cho Ukraine. Quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống BDA là đạo luật cho phép chính phủ Mỹ linh động chuyển giao một số nguồn lực và thiết bị quốc phòng tồn kho cho các đối khác trong tình huống khẩn cấp, không cần chờ Quốc hội chấp thuận. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần sử dụng BDA để viện trợ quân sự cho Ukraine. Lầu Năm Góc dự kiến công bố gói viện trợ cuối cùng trong năm và cuối tháng này. Tuy nhiên, ông Kibay từ chối công bố giá trị của gói. Khi gói này hoàn tất, chúng tôi không còn nguồn ủy quyền nữa, ông Kibay cho biết. Chúng tôi sẽ cần Quốc hội Mỹ hành động lập tức. Điều này vì lợi ích quốc gia rõ ràng của chúng ta và cực kỳ cần thiết để Ukraine tiếp tục chiến đấu. Ông Kibay đưa ra nhận định trong bối cảnh các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn chặn gói viện trợ mới cho Ukraine. Họ cho rằng chính quyền Tổng thống Biden đã ưu tiên hỗ trợ cho Ukraine hơn là giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh tại khu vực biên giới. Các nghị sĩ Cộng hòa đang đàm phán với phe Dân Chủ và Nhà Trắng về thỏa thuận nhằm thắt chặt chính sách của những địa phương dọc theo biên giới Mỹ, Mexico để ngăn dòng người nhập cư và lấy việc thông qua thêm viện trợ cho Ukraine và Israel. Theo ông Kibay, Tổng thống Biden sẽ đàm phán một cách hiện chí và sẵn sàng thỏa hiệp. Chúng tôi đang đàm phán với các nghị sĩ về các vấn đề an ninh biên giới. Tất nhiên, hỗ trợ cho Ukraine và Israel sẽ là một phần trong đó, ông Kibay nói. Mỹ là bên viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với hơn 44 tỷ USD. Khoản viện trợ trị giá 100 triệu USD được công bố ngày 20 tháng 11, cùng các gói viện trợ quy mô nhỏ gần đây đến từ số tiền phát hiện sau lỗi hạch toán của Lầu Năm Góc. Bản tin thứ tư, nhân chứng kể như bị hất tung giữa động đất Trung Quốc. Người dân tỉnh Cam Túc, Trung Quốc cho biết khi động đất xảy ra, họ có cảm giác như bị hất tung lên sau một đợt sóng mạnh. Trận động đất 6,2 độ xảy ra tại huyện Túc Thạch Sơn, Châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc lúc nửa đêm ngày 8 tháng 12 với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Rung chấn phá hủy nhiều nhà cửa trong khu vực khiến ít nhất 116 người thiệt mạng, gồm 105 người ở Cam Túc và 11 người ở tỉnh Thanh Hải lân cận. Tôi sống ở tầng 16 và cảm nhận rung lắc rất mạnh. Khoảnh khắc xảy ra động đất, tôi có thể cảm giác cơ thể mình dường như bị hất tung lên sau một đợt sóng thuyền. Tôi đánh thức mọi người trong nhà và chạy một mạch theo cầu thang bộ 16 tầng xuống đất. Nhân chứng tên Quyên, sống gần tâm chấn trận động đất, kể lại. Quyên nói lúc xảy ra động đất, thời tiết ngoài trời rất lạnh, nhiệt độ khoảng âm 12 độ C. Nhiều hàng xóm của anh tháo chạy khỏi các tòa nhà chung quanh. Một số người chỉ kịp mặc áo phát mỏng, một số quấn chăn, có người thậm chí còn đang cởi trần. Truyền thông Trung Quốc cho biết trận động đất khiến nhiều công trình hư hại, nhà cửa của người dân bị nứt, sập và làm một cây cầu địa phương bị lệch trụ đỡ. Hệ thống đường điện và đường dây liên lạc đang được sửa chữa gấp rút. Nỗ lực điều động nhân lực cứu hộ và đánh giá mức độ thiệt hại đang diễn ra. Ngành đường sắt Trung Quốc đã hủy các chuyến tàu chở khách và chở hàng chạy qua khu vực động đất, đồng thời ra lệnh kiểm tra toàn bộ hệ thống đường ray để đảm bảo an toàn. Ban chỉ huy cứu trợ động đất của chính phủ Trung Quốc và Bộ ứng phó tình trạng khẩn cấp đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với trận động đất lên cấp 2. Hơn 1.400 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ từ các đơn vị quốc gia đã triển khai tới hiện trường. Hơn 1.600 lính cứu hỏa địa phương ở tỉnh Cam Túc và các tỉnh lân cận cũng được triệu tập, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền địa phương cứu chữa, điều trị kịp thời những người bị thương trong trận động đất để giảm thiểu thương vong. Ông cũng chỉ thị cho giới chức theo dõi chặt chẽ tình hình và diễn biến thời tiết để đề phòng xảy ra thảm họa thứ cấp sau động đất. Ông Tập đề nghị đưa hàng cứu trợ tới các khu vực ảnh hưởng động đất càng sớm càng tốt, sớm sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, đảm bảo những nhu cầu cơ bản của người dân. Trung Quốc từng ghi nhận nhiều trận động đất mạnh gây thiệt hại lớn. Trận động đất 5,4 độ tại tỉnh Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc hồi tháng 8 khiến 21 người bị thương, hàng chục tòa nhà bị sập. Truyền thông Trung Quốc khi đó đưa tin đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong hơn một thập kỷ. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ,
không để cho cả nhà phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Lý do Mỹ khó đáp trả các vụ tập kích tàu hàng của Houthi. Mỹ chưa mở chiến dịch đáp trả vụ tập kích của Houthi vì nhiều lý do, trong đó có câu hỏi về lợi ích thực sự của hoạt động này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 18 tháng 12 thông báo lập liên minh 10 nước gồm Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha nhằm ứng phó các vụ tập kích của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào tàu hàng qua Biển Đỏ. Liên minh này sẽ thực hiện chiến dịch bảo vệ thịnh vượng dựa trên nguồn lực của lực lượng hàng hải phối hợp thuộc hạm đội 5 của Mỹ đóng tại Bahrain. Lực lượng này có nhóm chuyên trách 153 chuyên hoạt động ở khu vực Biển Đỏ. Động thái diễn ra sau khi lực lượng Houthi tại Yemen gần đây phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào tàu hàng đi qua Biển Đỏ, thậm chí nhắm mục tiêu vào chiến hạm Mỹ hoạt động trong khu vực. Đây được coi là phản ứng kiềm chế và mang tính đa phương của Mỹ, thay vì mọi chiến dịch tập kích đáp trả nhằm vào Houthi, vốn tiềm ẩn rất nhiều thách thức đối với Washington. Giải pháp không đơn giản như nhiều người nghĩ, Tyler Galloway, bình luận viên quân sự của Reuters cho biết. Nhiều người có quan điểm cứng rắn cho rằng Houthi chỉ có thể hiểu vấn đề bằng vũ lực của Mỹ và cần đáp trả kiên quyết ngay sau những con tàu đầu tiên bị tập kích. Mỹ có nhiều biện pháp đáp trả bằng quân sự như phóng tên lửa hành trình từ tàu chiến tập kích, một số mục tiêu hạn chế, hay phát động chiến dịch không kích quy mô lớn, thậm chí là đưa quân tấn công trên bộ. Quân đội Mỹ đã cung cấp một số hình thức hỗ trợ cho liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu trong cuộc chiến chống Houthi, nên cũng không xa lạ với lực lượng này. Tuy nhiên, tình hình hiện tại ở khu vực Trung Đông đã trở nên phức tạp hơn và tiềm ẩn nhiều hậu quả sâu rộng hơn so với trước. Iran và các lực lượng dân quân do nước này hậu thuẫn như Hezbollah ở Lebanon chưa tham gia tổng lực vào xung đột Israel-Hamas. Song nếu Mỹ tấn công lực lượng Houthi, họ nhiều khả năng sẽ mở mặt trận mới để thể hiện sự ủng hộ với nhóm. Lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria gần đây thường xuyên bị tập kích khi các lực lượng trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt muốn thể hiện đoàn kết với nhóm Hamas ở Gaza. Thậm chí, Houthi cũng có khả năng gia tăng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực. Nói một cách đơn giản, chỉ cần một mồi lửa là đủ thổi bùng lửa xung đột khó lòng dập tắt, Galloway nhận định về tình hình Trung Đông. Việc Mỹ trực tiếp tham gia và xa lầy vào một phương diện khác trong xung đột Israel-Hamas được đánh giá là điều mà lực lượng Houthi và Iran mong muốn. Nhóm Houthi nhiều lần phóng tên lửa, UAV tấn công trực tiếp vào Israel, song lực lượng phòng vệ Israel, IDF tới nay chưa đáp trả. Không quân Israel có đủ khả năng tấn công các mục tiêu Houthi, song họ dừng hoạt động này sau vài chục lần triển khai. Galloway cho biết, một yếu tố có thể dẫn đến điều này là sự thuyết phục từ Mỹ. Ngoài ra, hoạt động giám sát của Hải quân Mỹ và ô phòng không tiên tiến của Israel khi những đợt tập kích của Houthi trở nên vô tác dụng và lãng phí. Việc thành lập liên minh quốc tế nhằm đối phó với các đợt tập kích nhằm vào tàu hàng của Houthi sẽ giúp các đồng minh chia trách nhiệm và chi phí với Mỹ, cũng như xây dựng mặt trận tập thể nhằm triển khai sức mạnh đối phó với Houthi. Nếu cần tấn công đáp trả Houthi, hoạt động này sẽ do liên minh đa quốc gia thực hiện hoặc hỗ trợ. Đó là lý do khiến chiến dịch trả đũa Houthi trở nên phức tạp hơn nhiều người tưởng tượng, Galloway cho biết. Tình hình hiện tại diễn biến tương đối nhanh chóng và mọi thứ rõ ràng sắp thay đổi. Nhiều phương diện hải quân sẽ sớm có mặt trong khu vực để tham gia hoạt động liên minh hàng hải mới. Câu hỏi về việc liên minh có tấn công trả đũa Houthi hay không sẽ sớm được trả lời. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Vì ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa từ ủng hộ của quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà với tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.